Tiền từ vũ trụ rơi xuống. Xe anh đâu? Để em đưa anh về. Ok. Để anh chở cho. Nè anh, giờ mình đi đua xe luôn, anh chịu không? Dám không? Công tử quá chứ không dám đâu. Kiểu này giờ ôm vú mẹ thôi. Không có chuyện gì mà thằng này không dám làm. Đua thì đua, sợ gì? Tội nghiệp cho cha mẹ nào có đứa con như anh ta. Cái gì? Thằng Quốc bị tai nạn hả? Trời ơi, coi kìa. Trời ơi, cái chân nè. Anh hai, anh thấy sao rồi? Ăn chơi, rượu chè, đua xe lạng lách. Lớn rồi, làm chuyện gì cũng phải biết suy nghĩ. Sao có để cho mọi người phải lo lắng như vậy chứ? Thì ba đừng có lo. Con nói gì? Ba, anh nói với ba như vậy đó hả? Con đang bị bệnh mà. Một lát nữa anh lên tăng xong bây giờ. Con nghĩ sao mà cả nhà không lo lắng cho con được hả con? Giữa đêm khuya, nghe tin con bị tai nạn, cả nhà tức tốc có mặt ở đây liền đó. Đến đây còn tự chết chưa chứ gì? Anh hai, con đúng là hết thuốc chữa mà. Vậy thì con tự lo cho mình đi. Ba, con lo cho anh nha. Anh, đợi em với. Chào bác sĩ. Chào. Mong anh cố gắng chữa trị cho nó, lấy thuốc tốt nhất cho nó. Dạ. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Tôi sẽ để ý tới Quốc nhiều hơn. Cảm ơn anh nhiều. Dạ. Đúng là ổng sẽ không bao giờ bỏ rơi nó. Đến phút cuối, nhận ra tim anh rung động vì yêu thương vỡ hoa. Chính vì em ngây thơ khiến anh ngộ nhận chuyện tình đôi ta như là giấc.